Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo Công Thương. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai vừa đưa thi thể nạn nhân tử vong bị kẹt trong cối xay giấy tại công ty trách nhiệm hữu hạng Thông Thái Phát, chuyên sản xuất giấy tại xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom ra ngoài. Theo báo Giao thông đưa tin, trước đó vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày mùng 7 tháng 5, anh PMH, 31 tuổi, ngụ huyện Tràng Bom, đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạng Thông Thái Phát. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, nhân viên công ty không thấy anh Hát ở đâu nên chia nhau ra tìm vẫn không tìm được. Lo sợ anh Hát gặp tai nạn lao động nên nhân viên đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện khoảng 7 giờ 19 phút cùng ngày. Trong lúc làm việc bên cạnh cối xe giấy, anh Hát tự trèo vào miệng cối rồi bất ngờ trượt chân vào bên trong cối. Thấy vậy, nhân viên đã báo cho lãnh đạo công ty và phối hợp gọi báo cho lực lượng chức năng về sự việc trên. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trạm bom đã có mặt đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh tìm nguyên nhân vụ việc. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân vụ sạt lở khiến 7 người thương vong là do nhóm công nhân này dựng lán tạm để nghỉ trưa sát con suối. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Kỳ Liên cho hay, vị trí xảy ra sự việc là lán công nhân dùng để nghỉ trưa, được dựng tạm cạnh con suối. Khi gặp mưa lớn, nước từ thượng nguồn dồn về cuốn theo đất đá đã đổ ập xuống vị trí lán tạm của công nhân gây ra sự việc thương tâm. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, nguyên nhân chủ yếu của vụ sạt lở là do ảnh hưởng của thiên tai. Hiện cơ quan chức năng chính quyền địa phương tiếp tục tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Như báo Công Thương đưa tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, mưa lớn khiến khu vực thi công dự án đường điện 500 kV mạch 3 đoạn đi qua phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, móng cột số 28 bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lớn lũ quét đã làm lán trại của nhóm công nhân thuộc nhà thầu phụ của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên xây lắp điện 4 đang trú mưa ở khu vực che suối gần công trình đang thi công, cách khoảng 100 m bị vùi lấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 100 người, gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân địa phương tiếp cận hiện trường tìm kiếm người tử vong và đưa người bị thương đi cấp cứu. Cũng trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đến bệnh viện động viên thăm hỏi 4 công nhân bị thương. Sau vụ sạt lở tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng một người với 3 công nhân tử vong, hỗ trợ 3 triệu đồng một người với 4 công nhân bị thương. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ sạt lở để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn. Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung thông tin kịp thời diễn biến thời tiết bất lợi để cảnh báo các nhà thầu, người dân khu vực dự án có phương án phòng chống phù hợp chỉ đạo chủ đầu tư dự án đang thi công ra soát ảnh hưởng sạt lở và khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thi công các công trình trên địa bàn. Mới đây, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thái Bình xác nhận, trên địa bàn vừa có vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh dê ở đám cưới. Theo thông tin ban đầu từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thái Bình xác nhận cho biết, trên địa bàn vừa có vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh dê ở một đám cưới ở phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cụ thể, sau khi nhận được thông tin vụ việc có nhiều người phải nhập theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm vì ăn tiết canh trong tiệc cỗ cưới, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thái Bình đã vào cuộc xác minh làm rõ. Bước đầu xác định trong 2 ngày 1 và ngày 2 tháng 5, tại gia đình ông Hát ở tổ 5, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, có làm hàng chục mập cỗ để chuẩn bị đám cưới cho con bữa tiệc chủ yếu là người thân đến dựng dạp cưới. Trong bữa ăn trưa ngày 1 tháng 5 có 20 mâm cỗ với khoảng 120 người ăn với thực đơn gồm các món thịt gà rang, tôm kho, canh dưa cà, bát tiết canh dê. Được biết, dê giết mổ tại Ninh Bình và vận chuyển tiết thịt về Thái Bình. Phần nhân làm tiết canh chế biến từ tai, gan, cuống họng lợn đã luộc chín. Mỗi mâm có một bát to tiết canh để người ăn tự lấy ăn theo nhu cầu buổi chiều ngày 1 tháng 5 và sáng ngày 2 tháng 5, gia đình ông Hát tiếp tục tổ chức bữa cỗ thực đơn gồm gà luộc, tôm trao, chân giò hầm, dê tái, mèo xào, mực xào, ba ba nấu chuối, giò bò, xôi ruốc và cơm tám. Qua điều tra cho thấy, 16 giờ ngày 4 tháng 5, ông PTT, sinh năm 1957, là người có tham gia ăn các bữa cỗ nói trên có triệu chứng sốt nhẹ, ho, khó thở, đau tức, hai bên sườn phải, đã đến khám và nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị. Khoảng 10 ngày trước đó, ông Tê có vết thương ở ngón chân cái bị mưng mủ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Tê có diễn biến nặng, sau đó được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến khoảng 4 giờ 08 ngày 5 tháng 5, bệnh nhân đã tử vong và được chẩn đoán ra viện là nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn, gút. Ông Tê có tiền sử ăn tiết canh tại đám cỗ do gia đình ông H tổ chức. Đến đêm ngày 5 tháng 5, sáng ngày 6 tháng 5, khi nhận được thông tin ca bệnh là ông PTT diễn biến nặng và tử vong, nhiều người dân cùng ăn bữa cỗ ngày 1 đến ngày 2 tháng 5 với ông T đã chủ động đến khám tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Trong số đó, 8 người khai có triệu chứng như sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, có tiền sử ăn tiết canh bữa trưa ngày 1 tháng 5 và có nguyện vọng được lên tuyến trên điều trị nên đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai lúc 22 giờ 51 ngày 5 tháng 5 Tuy nhiên, qua thăm khám theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai, có 6 người đã được xuất viện về gia đình. Hiện tại, ở Bệnh viện Bạch Mai còn 2 người đang theo dõi điều trị, là hai con dâu của ông PTT. Bên cạnh đó, 10 người khác khai chỉ có triệu chứng nhẹ như đau đầu, đau mỏi vai gáy, có ăn tiết canh, đã nhập và được theo dõi tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đến 11h30 ngày 6 tháng 5, cả 10 trên 10 người không còn triệu chứng gì khác thường xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu bình thường, hiện đang chờ kết quả nuôi cấy máu. Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thái Bình đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, làm rõ nguyên nhân sự việc. Mới đây, ngư dân Nguyễn Ngọc Hà, chú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, là thuyền viên trên tàu cá QB 98614TS bị mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển vào tối mùng 3 tháng 5, đã gọi về gia đình thông báo bình an, theo đó, sau khi tàu bị chìm, ngư dân Nguyễn Ngọc Hà đã bám phiếu vào vật nổi, lênh đênh 3 ngày trên biển. May mắn anh Hà được tàu cá khác phát hiện cứu giúp. Đến chiều tối 6 tháng 5, anh Hà gọi điện về báo tin hiện anh đang được bạn thuyền giúp đỡ, theo dõi sức khỏe. Như vậy, hiện còn 10 ngư dân trên tàu cá QB98614TS và tàu QB92699TS vẫn đang mất tích. Lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, báo Sức khỏe và đời sống thông tin ngày 6 tháng 5, Tri Cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình thông tin việc 4 tàu cá của địa phương bị chìm do rông lốc, nhiều ngư dân bị mất tích. Khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 5, tàu cá QB92699TS của ông Nguyễn Đức Trung, chú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, phát thông báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu chìm trên biển. Lúc này trên tàu có 7 người, một thuyền viên trên tàu gặp nạn được tàu cá ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cứu, 6 thuyền viên còn lại mất tích. Tiếp đó, đêm 3 tháng 5, tàu cá QB 98614TS của ông Phan Thanh Hùng, chú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển. Trên tàu có 5 thuyền viên. Cũng đêm 3 tháng 5, tàu cá QB 98768TS của ông Lê Văn Chiến, chú phường Quảng Phúc, xuất bến tại cửa danh với 5 thành viên sau đó bị chìm. Rất may sau khi xảy ra sự việc, tàu cá QB 98770TS của ông Nguyễn Văn Phương, chú phường Quảng Phúc phát hiện cứu sống 5 thuyền viên trên tàu bạn đang gặp nạn. Cùng thời điểm trên, tàu cá QB 93712TS do ông Phạm Văn Trung, chú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, đang làm thuyền trưởng ra khơi thì gặp nạn khiến tàu bị chìm. May mắn cả 7 thuyền viên gặp nạn được tàu cá khác phát hiện, đưa lên thuyền